Ngày 18 tháng 10, Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình xác nhận thông tin đơn vị đang tiến hành xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh đi nhậu rồi bị xâm hại tập thể. Theo đó, nữ sinh DTTH đang học trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến nằm trên địa bàn xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngày 14 tháng 10, trường nhận được tin em DTTH gặp tai nạn giao thông sau khi cùng bạn về chơi tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vào tối ngày 13 tháng 10. Sau khi cùng nhóm bạn giao lưu, Hát về nhà bằng xe máy và tự gây tai nạn giao thông trên địa bàn xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vào lúc tối muộn. Sau đó, Hát được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Đến sáng ngày 18 tháng 10, nhà trường nhận được thông tin trước khi bị tai nạn, em Hát bị nhóm bạn giở trò đồi bại sau khi ăn nhậu tại xã Trung Hóa. Hát bị nhóm nam thanh niên này đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn và liên tiếp thực hiện các hành vi đồi bại. Sau khi bị làm hại, Hát tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì không may gặp tai nạn. Nhà trường đã liên lạc với gia đình để nắm tình hình của học sinh và gia đình khẳng định có sự việc em Hát bị xâm hại sau cuộc nhậu với nhóm bạn. Được biết, có ít nhất 2 nam thanh niên liên quan đến vụ việc đã được cơ quan chức năng triệu tập, điều tra liên quan đến sự việc trên. Trong đó có một nam thanh niên học lớp 12 và một nam thanh niên sinh năm 2004 cư trú trên địa bàn xã Trung Hóa. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, ngân hàng AB Bank Trần Văn Tài, sinh năm 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, bị khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo buộc của nhà chức trách, Tài đã lợi dụng chức vụ được giao, sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả, để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền. Với hành vi này, cơ quan điều tra cho rằng Tài đã chiếm đoạt số tiền ước tính 80 tỷ đồng của AB Bank. Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá, dù nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tài vẫn thực hiện một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu hành vi. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Từ năm 2020, đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền, với lãi suất lên đến 123,42% một năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.